Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thiệt hại của Nga khi Ukraine dồn dập tấn công huyết mạch kinh tế. Theo truyền thông Ukraine và nguồn tin từ quan chức NATO, các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp dầu khí của Moscow. Các cuộc tấn công này đã làm giảm 17% sản lượng lọc dầu của Nga, theo thông tin từ Eurobin Pravda. NATO dự đoán rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tương tự trong thời gian tới, khiến nền kinh tế Nga tiếp tục chịu ảnh hưởng. Quan chức cấp cao NATO cho biết, chúng tôi thấy rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đang tác động đến nền kinh tế, hoạt động lọc dầu và xuất khẩu năng lượng của Nga. Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đầu năm 2024 đã làm gián đoạn 14% công suất lọc dầu của Nga và khiến giá nhiên liệu trong nước tăng cao. Ukrainska Pravda cho biết, UAV tầm xa Lyuti là vũ khí chủ yếu mà Ukraine sử dụng trong hầu hết các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu của Nga. Lyuti được cho là vũ khí đứng sau tới 80% các vụ tấn công thành công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga, với nhiều mục tiêu nằm sâu hàng trăm km trong biên giới. UAV Lyuti có thể di chuyển tới gần 1.000 km, sải cánh dài gần 7 mét và mang theo 50 kg thuốc nổ. Ukraine đã tuyên bố rằng các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu hợp pháp của Kiev. Hiện tại, Ukraine sử dụng các cuộc tấn công bằng UAV để làm gián đoạn nguồn tài chính của Nga cho cuộc chiến, gây ra các nút thắt trong nỗ lực hậu cần quân sự và tạo ra tâm lý bất bình trong người dân Nga vì giá xăng tăng. Ngành năng lượng được coi là một trong những xương sống quan trọng của nền kinh tế Nga và các cuộc tấn công này đang gây tổn hại đáng kể cho Moscow. Ngày chết chóc nhất ở Ukraine. Chiến sự Nga, Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng sau cuộc oanh tạc của tên lửa Nga tại nhiều thành phố ở Ukraine. Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky rằng đã 37 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương sau các đợt tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 8 tháng 7. Ông Zelensky nói rằng các vụ tấn công ngày 8 tháng 7 là đã gây chết chóc nhất ở Ukraine trong nhiều tháng với số thương vong tương đương với các cuộc không kích lớn do Nga thực hiện vào mùa đông. Theo đó, các cuộc không kích đã khiến gần 100 cơ sở bị hư hại, bao gồm một số bệnh viện, một trung tâm thương mại, một trường đại học, một số ngôi nhà và trường mẫu giáo. Chúng ta cần bắn hạ tên lửa Nga. Chúng ta cần phá hủy máy bay chiến đấu của Nga. Chúng ta cần thực hiện các bước mạnh mẽ để không gây ra bất kỳ thiếu sót nào về an ninh. Thế giới có đủ sức mạnh để làm như vậy, ông Zelensky nói. Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine, Nga ngày qua phát động cuộc tấn công trên không nhắm vào thủ đô Kiev và các thành phố Dnipro, Kryvyi Rih, tỉnh Dnepropetrovsk, Sloviansk, Pokrovsk và Kramatorsk, tỉnh Donetsk. Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 30 trên 38 tên lửa của Nga phóng vào loạt tội phạm ở Ukraine trong ngày 8 tháng 7. Theo lực lượng không quân Ukraine, tổng cộng lực lượng Nga phóng một tên lửa đạn đạo Kinzhal, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon, 13 tên lửa hành trình KH-101, 14 tên lửa hành trình Calibre, 2 tên lửa hành trình KH-22 và 3 tên lửa hàng không dẫn đường KH-59/69. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố từ các quan chức Ukraine rằng Moscow cố tình tấn công các mục tiêu dân sự, theo đài RT. Những tuyên bố của Ukraine rằng Nga tấn công có chủ đích vào các địa điểm dân sự là hoàn toàn không đúng sự thật. Nhiều bức ảnh và video từ Kiev xác nhận một cách không thể chối cãi rằng tên lửa phòng không của Ukraine đã bị tên lửa Nga phá hủy, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Ngày qua, nhiều nước đã lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Ukraine, ông Bridget Brink nói rằng hành động của Nga gây nguy hiểm cho an ninh khu vực, hoàn toàn coi thường mạng sống con người, gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu và xuyên đại Tây Dương. Vụ tấn công là lý do khiến các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra những cam kết an ninh quan trọng đối với Ukraine tại Hội Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO tuần này, ông Brink nói. Đại sứ Áo tại Ukraine, ông Arad Benko gọi cuộc tấn công của Nga vào bệnh viện là hành động khủng bố. Đây là cuộc chiến chống lại dân thường. Đây là thiện chí đàm phán và mong muốn hòa bình của Nga, đại sứ Đức tại Ukraine Martin Jäger viết trên mạng xã hội X. Nga tiếp tục tiến công, hạ nhiều lữ đoàn Ukraine trên khắp tiền tuyến.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga ngày 8 tháng 7 phá hủy 3 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, tấn công lực lượng quân sự và thiết bị quân sự của Ukraine tại 122 địa điểm, theo hãng thông tấn TASS. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga ngày qua gây thương vong cho 3 lữ đoàn Ukraine ở tỉnh Sumy. Trong 24 giờ qua, nhóm chiến đấu phía Bắc đẩy lùi 3 cuộc phản công của các lữ đoàn Ukraine. Tổn thất của đối phương lên tới 260 nhân sự, theo Bộ Quốc phòng Nga. Các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của quân đội Nga gây hơn 495 thương vong cho quân đội Ukraine trong ngày 8 tháng 7, phá hủy một xe tăng, 4 thiết giáp, 14 xe cơ giới và một trạm radar. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Nam của Nga cải thiện vị trí tiền tuyến và gây thương vong cho 570 binh sĩ Ukraine trong khu vực mà nhóm này quản lý. Tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất 385 binh sĩ, một xe tăng M1A1 Abrams, 3 xe cơ giới, cùng nhiều lựu pháo. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng nhóm chiến đấu phía đông của Nga giành được vị trí thuận lợi và gây thương vong cho 2 lữ đoàn quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công của nhóm chiến đấu phía đông khiến Ukraine tổn thất 140 binh sĩ, 1 thiết giáp, 8 xe cơ giới và 2 khẩu pháo. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga ngày 8 tháng 7 tiêu diệt 30 UAV Ukraine, 4 quả bom thông minh HIMARS và 5 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Nga nói phát hiện phòng thí nghiệm vũ khí hóa học đầu tiên của Ukraine. Ngày 8 tháng 7, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học Nga, nói rằng quân đội Nga phát hiện một phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của Ukraine gần thành phố Avdiivka, Donetsk, theo TASS. Trong quá trình trinh sát kỹ thuật, lực lượng Nga phát hiện một phòng thí nghiệm có thiết bị hóa học ở tầng trệt của một tòa nhà tại một khu định cư gần Avdiivka, theo ông Kirillov. Ông Kirillov nói rằng lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học RCBD, Nga đã tìm thấy hệ thống lọc khí thải, lò phản ứng hóa học, bình chứa carbon dioxide và nhiều dụng cụ phòng độc tại tòa nhà. Vị tướng này cho biết sau khi mang các hóa chất ở phòng thí nghiệm về phân tích, các chuyên gia Nga xác định có axit sulfuric, natri cyanur và lượng nhỏ các anion cyanur. Công suất của phòng thí nghiệm ở Avdiivka là ít nhất 3 kg trên ngày. Đơn vị này do đội ngũ nhân viên gồm 2-3 người duy trì. Tôi muốn nhấn mạnh rằng hít phải lượng nhỏ chất độc này đã có thể gây tử vong, chỉ cần 70-80mg trên người, ông Kirillov lưu ý. Ông Kirillov cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng chất độc không chỉ trong quá trình chiến đấu mà còn để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập để nhằm vào một số nhân vật chính trị Nga. Ukraine chưa bình luận về thông tin. Kiev và loạt tỉnh Ukraine rung chuyển vì bị dội 40 tên lửa, hàng chục người chết. Thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố lớn của Ukraine rung chuyển vì bị dội tên lửa quy mô lớn sáng ngày 8 tháng 7, khiến hơn 70 người thương vong và thiệt hại nặng về hạ tầng dân sự. Theo tờ The Kiev Independent đưa tin, một loạt thành phố lớn ở Ukraine rung chuyển vì bị dội tên lửa quy mô lớn, khiến 21 người chết và 50 người bị thương. Các thành phố này gồm thủ đô Kiev, Dnipro và Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, Solivyan, Porok và Kramatorsk ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 40 tên lửa các loại đã được phóng nhằm vào Ukraine trong vụ tấn công trên. Các kênh giám sát Telegram đưa tin tên lửa đã đi vào không phận Ukraine vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương, trong đó có tên lửa đạn đạo Kinzhal. Theo các phóng viên của The Kiev Independent có mặt tại hiện trường, có thể nghe thấy hơn 10 vụ nổ ở Kiev. Ngoài thương vong, đòn tấn công tên lửa còn khiến nhiều tòa nhà dân cư, các công trình dân sự, bệnh viện ở các thành phố trên bị hư hại nặng nề, nhiều địa phương chìm trong khói lửa. Phía Ukraine cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công. Moscow chưa lên tiếng về cáo buộc của Kiev. Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt với 30 cuộc giao tranh trong một ngày. Nga nã tên lửa, pháo vào nhiều khu vực của Ukraine. Theo tờ Ukrinform, sáng 31 tháng 7, Nga tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 6 người chết, 75 người bị thương. Cuộc tấn công vào quê hương của Tổng thống Ukraine
ông Volodymyr Zelensky xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Zelensky nói rằng chiến tranh đang chuyển hướng sang Nga, khi trước đó Nga cáo buộc Ukraine triển khai nhiều máy bay không người lái UAV tấn công thủ đô Moscow. Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk, ông Sergei Lysak cho biết, tính đến 17 giờ 30 phút giờ địa phương, số người bị thương tăng lên thành 75 người, trong đó 22 người phải nhập viện và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Thị trưởng Kryvyi Rih, ông Oleksandr Vikul, cho biết có 8 trẻ em trong số 75 người bị thương. Ông Vikul tổng kết rằng hơn 1.000 nhà dân, 5 cơ sở y tế, 13 cơ sở giáo dục và 1 cơ sở văn hóa bị hư hại do cuộc tấn công. Nga tấn công thành phố Kryvyi Rih bằng 2 tên lửa đạn đạo Iskander, một trong số đó nhắm vào tòa chung cư 9 tầng khiến cơ sở vật chất từ tầng 4 đến tầng 9 bị hư hại. Cũng trong ngày 31 tháng 7, Nga tấn công tên lửa vào thành phố Kherson của tỉnh Kherson, khiến 4 người chết, 17 người bị thương. Theo chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Zemak, theo tỉnh trưởng Kherson, ông Oleksandr Prokhodin, Nga đã mở 2 cuộc tấn công tên lửa. 8 giờ sáng, Nga dùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad bắn rocket vào một công ty ở trung tâm thành phố Kherson. 1 giờ chiều, Nga nhắm vào mục tiêu vào quận Korabel. Nga cũng dùng súng và pháo phản lực tấn công vào làng Zorian, quận Porob, tỉnh Donetsk, khiến 2 người chết và 1 người bị thương, theo Urifom. NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ, tập trung 3 chủ đề nóng. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay diễn ra tại Mỹ, tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm khả năng răn đe và phòng thủ, sự hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO với các đối tác. Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khai mạc ở thủ đô Washington DC, Mỹ hôm 9 tháng 7 giờ địa phương và kéo dài tới ngày 11 tháng 7. Thượng đỉnh NATO lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi NATO tròn 75 tuổi, vừa chào đón thành viên thứ 32 và tình hình thế giới có nhiều biến động. Trên trang web của mình, NATO cho biết tại hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO sẽ giải quyết nhiều vấn đề mà liên minh đang đối mặt và nhằm đảm bảo rằng NATO vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức có thể xảy ra. Theo đó, 3 chủ đề chính trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh NATO lần này là khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO và các đối tác. Về khả năng răn đe và phòng thủ, NATO cho rằng sau một loạt sự kiện gần đây, khối đã triển khai khả năng phòng thủ tập thể lớn chưa từng có nhằm bảo vệ tất cả đồng minh từ trên bộ, trên biển, trên không, trên không gian mạng và trong vũ trụ. Theo hãng tin Reuters, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva năm 2023, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ lớn đầu tiên của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong hơn 3 thập niên qua. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho là sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch này. Reuters dẫn lời một quan chức NATO cho biết, các nhà hoạch định quân sự của liên minh đã xác định các yêu cầu chi tiết về quân đội và vũ khí cần thiết để bảo vệ liên minh. Phòng không và phòng thủ tên lửa, vũ khí tầm xa, hậu cần cũng như đội hình cơ động trên bộ quy mô lớn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. NATO có thể sẽ đặt ra các mục tiêu năng lực đòi hỏi khắt khe hơn cho các đồng minh. Chúng tôi tin tưởng rằng khả năng răn đe của chúng tôi đang và sẽ vẫn mạnh mẽ, vị quan chức này cho biết. Về hỗ trợ Ukraine, phía NATO cho rằng các thành viên tổ chức này đã cung cấp sự hỗ trợ ở mức chưa từng có cho Kyiv. Theo hãng tin AP, tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, các nhà lãnh đạo khối sẽ thông qua kế hoạch mới nhằm phối hợp cung cấp thiết bị cho Ukraine và huấn luyện cho lực lượng này. NATO cũng cho biết tất cả các thành viên liên minh đều đồng ý về việc kết nạp Ukraine làm thành viên và cánh cửa NATO luôn rộng mở cho Ukraine. Dù vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO khi vẫn đang trong xung đột là điều khó có thể xảy ra. Về việc hợp tác với các đồng minh, trong hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho sẽ tiếp tục thảo luận về quá trình hợp tác với các đối tác chủ chốt, bao gồm các nước châu Âu, khu vực châu Á, Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu, EU. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết,
việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ là nhiệm vụ cấp bách nhất trong hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Ông Stoltenberg cũng tiết lộ trong hội nghị lần này, các nước NATO sẽ đồng ý một cam kết tài chính cho Ukraine, cũng như mong các nước hỗ trợ quân sự nhanh hơn cho Ukraine và có nhiều hiệp định an ninh song phương hơn. Bóng mây chính trị sẽ che mờ hội nghị thượng đỉnh NATO. Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay được vạch ra rõ ràng. Dù vậy, theo tờ The Washington Post, vấn đề chính trị của các nước thành viên NATO có thể chiếm sóng hội nghị thượng đỉnh lần này, khi ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nền chính trị theo chủ nghĩa biệt lập, cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ. Theo đó, các vấn đề chính trị nói trên bao gồm quá trình tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nước Pháp hậu bầu cử, quốc hội và chính phủ mới ở Anh. Ông Camille Grant, cựu trợ lý Tổng thư ký NATO cho rằng, những mối quan tâm này tác động tới mọi nhà lãnh đạo châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Họ không muốn biến nó thành một phần của cuộc thảo luận vì phép lịch sự đối với ông Biden, nhưng đó là điều mà mọi người đều nghĩ đến, ông Grant nói. Theo The Washington Post, gần đây, đặc biệt sau phiên tranh luận giữa ông Biden với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại châu Âu chứng kiến sự tăng băn khoăn liệu ông Biden có đủ khả năng đại diện Đảng Dân Chủ hay không. Theo tờ Politico, nhiều chính trị gia NATO những ngày qua bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tuổi tác, sức khỏe và khả năng giành chiến thắng của ông Biden trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 của Mỹ. Mặt khác, nhiều người cũng lo ngại rằng tình hình trên có thể tạo ra ưu thế cho ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, kịch bản mà nhiều nước NATO quan ngại. Theo hãng tin Reuters, sở dĩ viễn cảnh về nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump khiến nhiều thành viên NATO lo ngại là vì khi còn tại nhiệm và sau khi rời nhiệm sở, ông Trump thường xuyên chỉ trích các thành viên trong liên minh quân sự này không hoàn thành mục 2% GDP cho quốc phòng. Ông Trump từng thậm chí dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu ông tái đắc cử. Nhận thức được điều này, các quan chức Mỹ đang cố gắng xoa dịu mối lo của các quan chức châu Âu. Họ nhấn mạnh rằng NATO đã đủ sức tồn tại qua mọi biến động chính trị trong hơn 7 thập niên qua. Tuy nhiên, những thách thức dường như đang tăng lên gấp bội và ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này diễn ra trong bối cảnh Pháp vừa trải qua cuộc bầu cử quốc hội. Liên minh cánh tả giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội, kế đến là liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron và đứng thứ ba là Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia RN. Việc không có đảng nào giành được đa số tuyệt đối tại quốc hội đã khiến chính trường Pháp rơi vào tình trạng bất ổn. Sau bầu cử, Quốc hội Pháp bị chia ra làm 3 khối với các chương trình nghị sự xung đột lẫn nhau. Điều này khiến quá trình thành lập chính phủ mới ở Pháp trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, cuộc bầu cử hôm 4 tháng 7 ở Anh đã đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực lần đầu tiên sau 14 năm từ sự lãnh đạo của đảng bảo thủ sang công đảng. Điều này có thể phần nào ảnh hưởng quan điểm của Anh với chính sách chung của NATO. Trung Quốc lên tiếng trước thềm thượng đỉnh NATO. Ngày 8 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chỉ trích NATO là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định toàn cầu vì tâm lý chiến tranh lạnh và thành kiến về ý thức hệ của tổ chức này. Theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc mfa.gov.cn, theo ông Lâm, NATO là sản phẩm của chiến tranh lạnh và là liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Mặc dù tự nhận là một tổ chức phòng thủ khu vực, khối này vẫn tiếp tục mở rộng quyền lực xuyên biên giới và kích động đối đầu. NATO luôn tuân thủ quan điểm tổ chức phòng thủ và khu vực của mình, ngừng tạo ra căng thẳng ở châu Á-Thái Bình Dương, ngừng thúc đẩy tư duy chiến tranh lạnh và đối đầu phe phái, đồng thời ngừng gây rối loạn châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ông Lâm nói. Ngày đầu Hội nghị Hòa bình Ukraine, Hội nghị Hòa bình Ukraine chính thức khai mạc vào ngày 15 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock, Thụy Sĩ, với sự tham gia của hơn 90 đoàn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 6, hãng tin Reuters đưa tin. Nga không được mời tham dự hội nghị, phía Trung Quốc cũng không tham dự hội nghị. Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện phía Mỹ tham dự hội nghị. Theo Reuters,
Hội nghị Hòa bình Ukraine thảo luận về các giải pháp để đạt được hòa bình cho Nga và Ukraine, trong đó tập trung các vấn đề như an ninh lương thực và an ninh hạt nhân. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã hoan nghênh các nước tham dự hội nghị, coi đó là một thành công và dự đoán lịch sử sẽ được tạo nên từ hội nghị lần này. Hôm nay là ngày thế giới bắt đầu mang lại hòa bình công bằng đến gần hơn, ông Zelensky nói. Cũng trong ngày 15 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng hội nghị hòa bình Ukraine sẽ không tập trung vào tìm ra các giải pháp để đạt được hòa bình do các đề xuất mà Nga đưa ra không được đưa vào chương trình nghị sự, đài RT đưa tin. Vấn đề hòa bình ở Ukraine không được thảo luận ở hội nghị hòa bình Ukraine mà thay vào đó là các vấn đề nhân đạo và bán nhân đạo, ông Peskov nói. Nga nhắn gửi các nước tham gia hội nghị hòa bình Ukraine. Ngày 15 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng hội nghị hòa bình Ukraine sẽ không tập trung và tìm ra giải pháp để đạt được hòa bình do các đề xuất mà Nga đưa ra không được đưa vào chương trình nghị sự, đài RT đưa tin. Hội nghị diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock, Thụy Sĩ, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, với khoảng 100 đoàn đại biểu tham gia. Nga không được mời tham dự hội nghị. Ông Peskov cho biết Nga không có gì để nói với những người tham gia hội nghị hòa bình Ukraine. Chúng tôi không có gì để nói với họ. Chúng tôi muốn gặp lại họ tại một sự kiện có ý nghĩa và triển vọng hơn. Vấn đề hòa bình ở Ukraine không được thảo luận ở hội nghị hòa bình Ukraine, mà thay vào đó là các vấn đề nhân đạo và bán nhân đạo, ông Peskov nói. Ông Peskov cũng nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng các cuộc đàm phán kiểu này không thể mang lại giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nếu không có sự tham dự của Nga. Phía Ukraine chưa lên tiếng về bình luận của ông Peskov. Hồi tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng sự kiện này có thể chỉ tập trung vào lập trường của Ukraine và thúc đẩy cái gọi là công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh rằng công thức đó đi ngược lại lợi ích của Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!